Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới Nhất. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liệu rằng đập Tam Hiệp có thành công trong việc kiểm soát lũ và vẫn vững vàng trước sức ép của trận lũ thứ 3 hay không? Trước khi đi vào nội dung chi tiết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin chính có ngay sau đây. Cảnh báo mưa lũ trên nhiều sông lớn ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp có thành công trong kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp vẫn vững vàng chịu sức ép của trận hồng thủy thứ 3. Cổ trấn 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc bị lũ bủa vây. Thưa quý vị và các bạn, đó là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần thông tin chi tiết. Theo dự báo, một số nơi thuộc vùng Giang Nam, sông Hoài và sông Hoàng Hà, Trung Quốc sẽ xảy ra mưa vừa và mưa lớn đến hết tháng. Đến nay Trung Quốc đã có 18 ngày liên tiếp duy trì mức cảnh báo phòng lũ cấp 2, lúc mức nghiêm trọng trên sông Trường Giang và sông Hoài. Hiện nước ở các sông hồ Trung Quốc đã rút dần, song mực nước vẫn ở mức cao, một số nơi liên tục vượt mức báo động, thậm chí vượt mức an toàn. Lũ số 3 trên sông Trường Giang đang di chuyển xuống vùng trung hạ lưu cũng làm cho mực nước ở đây dâng cao. Mực nước tại các trạm thủy lợi trên dòng chính ở khu vực trung hạ lưu sông Trường Giang như Lạng Thành, Lăng Cơ, Liên Hoa Đường tiếp tục vượt mức an toàn. Đoạn sông từ Giám Lợi đến Đại Thông liên tục 2-3 ngày vượt mức báo động. Mực nước trên đoạn sông chính từ Đập Vương Gia đến Hu Di trên trung lưu sông Hoài đã 13 ngày liên tiếp vượt mức báo động, Thái Hồ là 32 ngày. Theo ông Trương Gia Đoàn, quan chức Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, do hệ thống đê điều và hồ đập phải ngâm nước trong thời gian dài, nguy cơ sụt lún vỡ đê là rất lớn, đặc biệt là tỉnh An Huy cùng lúc phải gánh chịu lũ của miền Nam và miền Bắc, nên tình hình phòng chống lũ ở nước này vẫn hết sức nghiêm trọng. Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định tiếp tục duy trì mức hưởng ứng khẩn cấp phòng lũ cấp 2, tức mức nghiêm trọng tại khu vực sông Trường Giang và sông Hoài trong ngày mai. Đây là ngày thứ 18 liên tiếp Trung Quốc phải giữ mức cảnh báo phòng lũ trên cả hai con sông Trường Giang và sông Hoài. Những tranh cãi xung quanh đập thủy điện lớn nhất thế giới chưa bao giờ biến mất trong hơn 2 thập kỷ sau khi nó chặn sông Trường Giang, dòng sông dài nhất châu Á vào tháng 11 1997, đặc biệt là vào mùa mưa lũ năm nay khi mưa lớn và lũ lụt liên tiếp đã lan rộng các tỉnh hạ lưu bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô, cho thấy sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt. Theo phân tích từ các chuyên gia, mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Trường Giang rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Phan Xiao, kỹ sư trưởng Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Từ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc cho biết, dựa trên tính toán của mình, con đập chỉ giữ lại 9% nước lũ trên sông Tương Tử trong năm nay. Ông lập luận rằng con được có thể tạm thời ngăn lũ ở thượng nguồn nhưng có ít tác động với cả lũ lụt từ những cơn mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Tương Tử. Ông cũng cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần nhưng đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình. Mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thống kê thiết kế, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trong tuần này nếu thời tiết không cải thiện và các giải mưa không chuyển dịch sang nơi khác thì lũ lụt dọc theo sông Tương Tử có thể khiến khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp bị đẩy đến điểm nguy hiểm. Mục tiêu bao trùm của đập Tam Hiệp là kiểm soát lũ và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy nhiên, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào mùa hè này. Mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập, cũng có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể chuyển hướng ưu tiên ra khỏi các dự án thủy điện. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phê duyệt 3 dự án trong năm nay để xây dựng một cách nhà máy điện hạt nhân hoặc mở rộng năng lực sản xuất hiện có, nhưng không có đập mới hoặc kế hoạch thủy điện trên các con sông lớn được công bố. Truyền thông Trung Quốc vừa đưa ra khẳng định rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra khi trận hồng thủy thứ 3 trên sông Trường Giang đã đi qua đập Tam Hiệp vào hôm thứ Tư vừa qua. Nhà điều hành đập Tam Hiệp cho biết kể từ ngày thứ Hai, con đập cao 185m đã giữ lại hơn 1/3 lượng nước lũ trên thượng nguồn sông Tương Tử. Vào lúc cao điểm trong ngày thứ Hai, dòng chảy do mưa lớn ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đổ vào đập với tốc độ 60.000 mét khối mỗi giây và được xả ra ở mức 38.000 mét khối mỗi giây. Tân Hoa Xã cho biết không có trận lụt nghiêm trọng nào được báo cáo trên khắp các thành phố lớn, bao gồm Vũ Hán phía đông đập, và con đập đã giảm nhẹ mối đe dọa lũ lụt. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã dự báo đợt lũ ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Nhà khí tượng học cao cấp Yang Yuyuan nhận định điều tồi tệ nhất của mùa mưa kể từ tháng trước gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Tương Tử có thể sớm kết thúc. Vào tuần trước, Tân Hoa Xã chính thức cho biết một phần kết cấu của đập Tam Hiệp bị vênh nhẹ do áp lực từ nước dâng. Tiết lộ của Tân Hoa Xã làm dấy lại những đồn đoán về nguy cơ đập Tam Hiệp và việc con đập có thể chịu được áp lực trong bao lâu. Liên quan tới vấn đề này, theo tờ Asian Times, dẫn lời một giáo sư giấu tên tại trường quản trị đại học Bắc Kinh cho hay, thông thường hiếm khi Tân Hoa Xã thừa nhận đập Tam Hiệp bị biến dạng khi giữ nước lũ để bảo vệ các thành phố hạ lưu như Vũ Hán, nhưng thời điểm lần này là đáng chú ý. Liệu đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang thay đổi thái độ đối với đập các dự án thủy điện lớn khác? Đồng thời, vị giáo sư này nói thêm rằng giới chức Trung Quốc hiện nay có thể ít say mê với các dự án siêu đập như đập Tam Hiệp do mưa lớn khiến nước sông Trà cao dâng cao từ hôm Chủ nhật gây ngập lụt khắp các tuyến phố của thị trấn cổ gần 3.000 năm lịch sử thuộc thành phố Sao Hồ, tỉnh An Huy của Trung Quốc. Có những nơi nước ngập sâu tới 2 mét buộc chính quyền phải sơ tán 14.000 dân. Theo Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trần, một người dân ở Trà Cao cho hay nước dâng rất nhanh,
đồ gia dụng, xe điện trong nhà chúng tôi không kịp di rời. Trà Cao là thị trấn cổ hơn 3.000 năm lịch sử, cách trung tâm thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy khoảng 20 km về phía tây bắc. Từ thứ sáu tuần trước đến thứ tư tuần này, lượng mưa rơi xuống Sào Hồ lên tới 236 mm mỗi ngày, gây nên cảnh ngập lụt 100 năm mới có lại thành phố. Sở quản lý khẩn cấp tỉnh An Huy cảnh báo từ ngày thứ hai tuần tới, tỉnh tiếp tục hứng chịu mưa lớn, nước sông Trường Giang và các con sông trong tỉnh tiếp tục dâng cao, đe dọa gây vỡ đê. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Song các trận lũ năm nay lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Giới chức Trung Quốc đã chi gần 86 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại cho các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh. Song thiệt hại có thể lên đến 12 tỷ đô la Mỹ. Mức nước tại 433 sông ở Trung Quốc đạt mức nguy hiểm kể từ tháng trước, trong đó 33 sông đạt mức nước kỷ lục. Trận động đất mạnh 5 độ Richter lúc 6 giờ theo giờ địa phương tại huyện Vĩnh Thiện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam có tâm chấn ở độ sâu 7.000 mét. Tân Hoa xã đưa tin, người dân các huyện lân cận như Tuy Giang, Đại Quan, Trấn Hùng cũng như trận Chiêu Dương của thành phố Chiêu Thông cũng có thể cảm nhận sự ảnh hưởng của trận động đất. Theo báo cáo của giới chức địa phương, 3 người dân ở huyện Vĩnh Thiện đã bị thương. Người ta phát hiện nhiều vết nứt tại những ngôi nhà gạch. Các trại nuôi gia súc tại làng Yên Tinh cũng bị ảnh hưởng. Báo cáo lúc 8 giờ của Cục Địa chấn tỉnh Vân Nam cho hay, trận động đất sáng nay đã kéo theo 22 cơn dư chấn. Tại khu vực, chính quyền đã huy động lực lượng an ninh và cứu hộ tới khu vực chịu ảnh hưởng. Vừa qua, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại huyện Vĩnh Thiện đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và phá hủy hoàn toàn 80.000 căn nhà, những đôi mắt trẻ thơ giữa vùng động đất. Giới chức Trung Quốc xác nhận 398 người đã chết và hơn 1.800 người bị thương vì động đất ở khu vực Tây Nam đất nước, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Lực lượng cứu hộ giải cứu một bé trai khỏi đống đổ nát ở quận Lộ Điện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là khu vực gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất của động đất với gần 300 người tử nạn. Khoảng 1 triệu người dân Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi cơn địa chấn xảy ra lúc 16:30 chiều qua theo giờ Bắc Kinh. China Daily đưa tin. Một nạn nhân nghi khác được đưa tới bệnh viện ở Lỗ Điện. Lực lượng cứu hộ cho biết hơn 12.000 ngôi nhà bị phá hủy, 30.000 ngôi nhà hư hại vì động đất. Giang Hong Shun, 9 tuổi, đang được chữa trị tại bệnh viện. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc là tìm kiếm người còn sống sót và chữa trị những người bị thương. Một nạn nhân nghi khác được gia đình chăm sóc nhiều, đứa trẻ là người duy nhất trong gia đình sống sót sau thảm họa kinh hoàng. Đôi mắt đỏ hoe của một đứa bé tại bệnh viện Lỗ Điện. Đây là trận động đất mạnh nhất trong khi khu vực 18 năm qua. Một binh sĩ đưa một em bé bị thương tới bệnh viện. Đường giao thông ở nhiều khu vực bị phá hủy khiến các phương tiện cơ giới khó tiếp cận những vùng chịu ảnh hưởng. Những người thoát chết ở thị xã Long Tuyền, huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, hàng chục ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì thảm họa. Nhiều thi thể nằm dưới những đống đổ nát sau trận động đất tại Trung Quốc, nhưng ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là tìm và giải thoát những người còn sống. Tân Hoa xã dẫn lời Ma Hao, một sinh viên tình nguyện tham gia cứu hộ nạn nhân động đất ở thị trấn Long Tu Chan, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cho biết nhiều thi thể nằm dưới đống đổ nát nhưng ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là những người sống sót. Thành thật mà nói, chúng tôi cảm thấy rất hay day dứt vì chẳng có thời gian để ý những người chết. Chúng tôi cần cứu những người còn sống. Chàng sinh viên giúp đỡ 40 người thoát khỏi một ngôi nhà sập tâm tư. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dồn toàn lực tìm kiếm, giải cứu những người mắc kẹt, cứu chữa những người bị thương để giảm thiểu thiệt hại của thảm họa. Zhu Mingzheng, một người dân ở thôn Long Quan, một cõng đứa trai đến bệnh viện đêm qua, vài giờ sau khi động đất xảy ra. Chú cho biết cha mẹ đứa trẻ đã chết trong trận động đất lúc chiều, đứa bé đang chìm trong tình trạng hôn mê do nhà cỏ sập. Một người dân ở huyện Lỗ Điện nó chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất cho biết, tôi cảm thấy choáng váng khi căn nhà 5 tầng của tôi lung lắc, những đồ vật rơi xuống từ trên kệ. Những người khác cho biết họ cảm thấy chồng chành khi phóng xe trên đường lúc động đất xảy ra, đường phố như bãi chiến trường, thật khủng khiếp. Mọi thứ tệ hơn nhiều so với trận động đất cách đây 2 năm, tôi chưa bao giờ cảm thấy động đất mạnh như thế. Tất cả mọi thứ tôi thấy chỉ là tàn tích và những đống đổ nát. Căn nhà 2 tầng cạnh nhà tôi cũng sập vì địa chấn Malaya. Một người dân khác kể, Chen Guzhong, quan chức đứng đầu thị trấn Long Tu Chan nói, trận động đất khiến nhiều ngôi nhà, đặc biệt là những công trình cũ và nhà ở của người dân sập và nứt. Nó gây ra quá nhiều thiệt hại và chúng tôi đang tổng hợp dữ liệu về số trường hợp thương vong. Các hoạt động cứu hộ đang diễn ra nhằm tìm những người mắc kẹt. Trong khi đó, bệnh viện ở huyện Lỗ Điện quá tải vì nhiều người bị thương tới đây, thiếu giường bệnh, nạn nhân phải nằm ở cả hành lang bệnh viện. Đội ngũ bác sĩ và y tá nỗ lực hết sức để cứu chữa họ. Chen Li Hong là một người bị thương vì động đất ở thị trấn Long Tu Chan. Tiếng hét của cô náo động cả bệnh viện, cả một y tá giúp cô lật cơ thể. Ngôi nhà hàng xóm sập đè trúng Chen khiến phần eo của cô nát. Mẹ chồng là người chăm sóc cô trong bệnh viện, bà kể, những ngôi nhà đổ sập cùng lúc thật đáng sợ. Tang Chao Yuan, một người nhà bệnh nhân khác cho biết, tôi đang thu ớt trong nhà thì khi động đất xảy ra, tôi chạy kịp ra ngoài, hai người hàng xóm của tôi không may mắn như vậy. Họ bị chôn vùi khi căn nhà sập. Những hình ảnh và thông tin về trận động đất kinh hoàng tràn ngập trên trang mạng xã hội China của Trung Quốc. Người ta nhìn thấy nhân viên cứu hộ giải cứu những người mắc kẹt trong nhà sập, nhiều người bị thương nằm trên cáng để tới bệnh viện. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.